Uống mật ong theo cách này, chẳng cần tốn tiền đi hút mỡ, bụng vẫn phẳng lì chỉ sau đúng một tuần. Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm giải pháp để giảm cân, hãy áp dụng cách giảm cân đơn giản sau đây từ mật ong để quá trình giảm cân được an toàn và hiệu quả. Mật ong và gừng, gừng rửa sạch, tạo vỏ rồi đem xay nhuyễn, sau đó đun trên bếp khoảng 30 phút, rồi để đến khi còn ấm thì dùng màng lọc lấy nước để loại bỏ phần bã và cất vào lọ thủy tinh, bảo quản ngăn mát tủ lạnh thêm ba thìa mật ong cùng một chút nước cốt chanh vào lọ nước gừng khuấy đều lên là có thể sử dụng được mỗi ngày uống hai thìa vào buổi sáng sử dụng thường xuyên cách giảm cân bằng mật ong gừng này trong vòng một tháng không những giảm béo bụng hiệu quả mà còn lưu thông khí huyết tạo giấc ngủ sâu hỗ trợ điều trị viêm khớp hiệu quả mật ong với trà xanh mật ong và trà xanh đều có tác dụng giảm cân đặc biệt kết hợp hai loại này sẽ giúp cơ thể thon gọn nhanh chóng rất đơn giản, chỉ cần pha một tách trà và bỏ thêm một thìa cà phê mật ong để uống trước mỗi bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa đồng thời làm tan rã chất béo và các vitamin để loại bỏ mỡ thừa tích lũy và chất thải. Điều này sẽ giúp bạn giảm béo, đồng thời làm giảm cảm giác thèm ăn. Mật ong và quế, quế và mật ong đã được kiểm nghiệm là có tác dụng giảm cân vì thế, kết hợp hai loại này bạn sẽ có một thức uống giảm cân hiệu quả. Bạn cho một muỗng canh bột quế và một muỗng canh mật ong nguyên chất vào một ly nước ấm ấm, khuấy thật đều. Bốn hỗn hợp này vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp đốt mỡ cơ thể cực tốt, đó nhé. Thời gian uống mật ong tốt nhất Uống mật ong trước khi ngủ giảm cân Một ly mật ong trước khi ngủ sẽ giúp bạn giảm cân và có một sức khỏe tốt hơn. Bạn có thể uống trước một tiếng với nước ấm trước khi ngủ để mang lại kết quả. Không chỉ giảm cân hiệu quả mà còn có công dụng hỗ đường huyết và hô hấp. Pha mật ong vừa phải, không quá đặc cũng không loãng. Uống mật ong buổi sáng giảm cân buổi sáng sau khi thức dậy chưa ăn bạn có thể uống ngay một ly nước mật ong pha với nước ấm bạn sẽ cảm thấy khỏe và như được làm sạch đường ruột vậy uống mật ong buổi sáng sẽ làm bạn giảm cân đói và hạn chế thèm ăn vào buổi sáng cách uống mật ong giảm cân đơn giản nhất là pha cùng với nước ấm uống trước khi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy